Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền nhắc nhở và xử lý, tuy nhiên ngay sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh lại tái diễn tại nhiều tuyến đường trong tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dù biết là nguy hiểm và cản trở giao thông, nhưng vì nhanh, gọn, nhiều người dân thường hay chọn mua bán ở lề đường thay vì đi chợ. Có cầu thì sẽ có cung. Dù số hộ buôn bán có giảm sau những đợt ra quân của lực lượng chức năng, nhưng tại quốc lộ 6, đoạn đường đi qua khu vực ngã ba Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để buôn bán vẫn tái diễn. Điểm chung của các tiểu thương lấn chiếm hành lang là buôn bán nhỏ, lẻ, chủ yếu là nông sản thịt cá. Việc họp chợ thường xuyên lấn chiếm lòng đường vào buổi sáng hoặc cuối giờ chiều, trong khi lưu lượng phương tiện giao thông qua lại là rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Biết nguy hiểm luôn rình rập, nhưng khi lợi nhuận đã lấn át nỗi sợ, thì các tiểu thương đã đưa ra rất nhiều lý do. Ở đây có chợ, quy hoạch cả chợ cho mình từ đây, sao mình không vào trong chợ để bán? Cái bạc thì nhóng ấy. Vâng, nhưng mà hết chỗ để thuê rồi anh ạ. Người đấy người ta sẽ không vào mua. Chỉ có đứng ven đường mà thì... Nguyên nhân của tình trạng trên là do ý thức của một số người dân còn hạn chế, không tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nhiều địa phương chưa thực sự vào cuộc để xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ cho người dân chưa sâu rộng, chưa đa dạng về hình thức tuyên truyền. Công tác phối hợp giữa các địa phương trong thực hiện lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ có lúc có nơi còn chưa được thường xuyên. Bên cạnh đó là nhiều khu chợ đã xuống cấp, quá tải, không đáp ứng được nhu cầu buôn bán của người dân. Thì thị trấn cũng đã tích cực là chỉ đạo chỗ tổ của thị trấn, chỉ đạo là hàng ngày thì cũng có 3-4 đợt là đi cùng với các ban ngành đoàn thể đi tuyên truyền, đặc biệt là xử lý trường hợp mà không cố ý mà bán ra cái ngoài cái vi phạm mà được cho phép. Để giải quyết triệt để tình trạng này, các địa phương cần thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, xử lý các điểm mới phát sinh vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và những vị trí đã cưỡng chế giải tỏa, tổ chức cắm cọc tiêu, đặt biển báo hiệu. Bên cạnh đó, các ngành có liên quan, chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng cần phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền vận động đến ra quân tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm, đảm bảo duy trì kết quả đã đạt được và chống tái lấn chiếm, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm mới. Vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn thông, họp chợ, ra lòng đường, vỉa hè, hành lang, ra các cái điểm bán quán hàng rong, rồi là quán bán quà ăn vặt ở trước khu vực cổng trường hay là những cái khu vực vỉa hè, đặc biệt trong đô thị, nội thành thì diễn ra khá phổ biến. Sở Thông Vận tải, các cơ quan thường trực của Ban Giám đốc tỉnh cũng như là Công an tỉnh đã ký kế hoạch phối hợp liên ngành tổng kiểm tra, rà soát và xử lý cái vấn đề vi phạm kết cấu hạ tầng thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ đến cơ sở. Thiết nghĩ không nên đánh đổi sự an toàn của người bán lẫn người mua để lấy sự tiện lợi và lợi nhuận. Nếu không xử lý triệt để và tiếp tục để tình trạng này kéo dài, dễ dẫn đến tình trạng phát sinh nhiều chợ góc, hệ lụy như mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị tại nhiều địa phương trong tỉnh.